Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với khóa học thực hành kế toán mảng du lịch lữ hành của Trung tâm Đào tạo Kế toán Việt Hưng. Ngành du lịch là sự kết hợp của nhiều mảng như mảng hướng dẫn du lịch, vận tải, ăn uống, khách sạn, lưu trú, vui chơi, giải trí, đối tượng phục vụ là di động và tính phức tạp cao. Chương trình du lịch trọn gói được coi là sản phẩm đặc trưng của kinh doanh du lịch và lữ hành. Nghiệp vụ kế toán đối với mảng du lịch lữ hành không có quá trình xuất và nhập kho, chất lượng sản phẩm không ổn định, phụ thuộc vào nhiều yếu tố, không có sản phẩm dở dang, tạo sự khác biệt so với các lĩnh vực khác. Ở khóa học này sẽ giúp cho các bạn tự tin thành thạo mọi nghiệp vụ, giúp giải quyết những khó khăn va chạm, xử lý các tình huống cụ thể đối với mảng du lịch lữ hành. Trong khóa học của trung tâm sẽ được chia làm 3 nội dung chính. Nội dung thứ nhất liên quan đến hướng dẫn khai báo dữ liệu đầu kỳ. Nội dung thứ hai sẽ đi vào các hạch toán, các chi phí doanh thu phát sinh trong kỳ và hướng dẫn cách xử lý các tình huống đối với từng trường hợp. Hướng dẫn các nội dung liên quan đến trích lương, trích bảo hiểm và tính giá thành của mảng du lịch lữ hành, cách cân đối các chi phí của mảng du lịch làm sao cho phù hợp. Hướng dẫn thực hiện việc lên tờ khai, phải nộp hàng tháng, hàng quý. Và nội dung thứ ba sẽ đi vào hoàn thiện, kiểm tra lại các số liệu trước khi nộp báo cáo tài chính và thực hiện việc in sổ sách, kết xuất lưu giữ nội bộ cũng như kinh nghiệm thanh tra quyết toán thuế. Đối với báo cáo mà chúng ta phải nộp của mảng du lịch lữ hành sẽ hướng dẫn chi tiết cho chúng ta từng số liệu trên bảng cân đối tài khoản, kiểm tra và cân đối trước khi nộp báo cáo, thực hiện việc kết xuất và nộp trên trang thuế điện tử. Đó là các nội dung chính khi tham gia vào khóa học của mảng thực hành kế toán du lịch lữ hành. Trong giáo trình của kế toán Việt Hưng, các bạn sẽ được lựa chọn các phương thức học phù hợp, bao gồm hình thức tự học, học online và một giáo viên kèm một học viên. Và đặc biệt là tất cả các hóa đơn chứng từ, các bạn sẽ được học trên giáo trình online, trang web ketoanviethung.com. Mỗi một chứng từ, một hóa đơn sẽ là video hướng dẫn cụ thể, chi tiết cách hạch toán trên phần mềm. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ hôm nay. Đăng ký nhận lộ trình tư vấn khóa học bằng cách liên hệ đến các số hotline của trung tâm hoặc gọi đến hotline số 0988 680 223 để được hỗ trợ và tư vấn ngay hôm nay.